Nhiều người vẫn không nhường đường cho xe cứu thương dù hành vi này bị phạt nặng. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Không nhường đường cho xe cứu thương là hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ. Lái xe bị phạt đến 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng. Quy định là vậy và hành vi này rõ ràng là rất thiếu nhân văn, thế nhưng nhiều người vẫn vi phạm. Mới đây, người dùng tài khoản có tên Khánh Chi đã đăng lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều ô tô xe máy dừng đèn đỏ không nhường đường cho xe cứu thương, khiến nhiều người phẫn nộ. Tài xế xe cứu thương liên tục phát tín hiệu ưu tiên, hú còi nhưng hàng ô tô xe máy phía trước không nhường đường. Thậm chí tài xế xe cứu thương đã dùng loa đọc biển số xe ô tô mang biển kiểm soát 18A11XX đang chắn phía trước yêu cầu nhường đường nhưng xe này vẫn đứng im. Theo chủ nhân của đoạn clip, người đang được cấp cứu chính là bố của mình. Sau khi lo liệu hậu sự cho bố xong, người này mới đăng clip lên mạng xã hội để cảnh tỉnh mọi người. Người này mong muốn mỗi người lái xe văn minh hãy biết nhường đường cho xe cứu thương, bởi có thể nhanh một phút sẽ cứu được một mạng người. Tại điều 22 luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định, có 5 loại xe ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt gồm xe chữa cháy, xe quân sự, xe công an, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường, xe cứu thương, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật, đoàn xe tàng. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Tuy nhiên, trong thực tế không ít lái xe phớt lờ quy định có hành vi không nhường đường cho xe cứu thương đã bị xử phạt. Ngày 21 tháng 6 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt lái xe LHT, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng do không nhường đường cho xe cứu thương. Trước đó, ngày 19 tháng 5 2021, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Tuyên Quang cũng đã xử phạt lái xe Vi Mạnh Hát, trú tại Phù Ninh, Phú Thọ với hành vi tương tự.